Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại Đức Trung Du tuyển hai tài xế xe 4 chỗ. Mô tả công việc, lái xe du lịch 4 chỗ ngồi, chi tiết sẽ trao đổi kỹ khi phỏng vấn. Yêu cầu công việc, nam, có sức khỏe tốt, không yêu cầu trình độ, có bằng lái B2 trở lên, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lái xe trên 1 năm, thật thà, nhanh nhẹn, chăm chỉ, có khả năng gắn bó công việc lâu dài, linh hoạt trong công việc, luôn sẵn sàng tiếp nhận chuyến xe đột xuất, có khả năng làm việc dưới áp lực cao, quyền lợi được hưởng, mức lương sẽ thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát triển, có nhiều cơ hội thăng tiến, chế độ phụ cấp, thưởng, bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty, yêu cầu hồ sơ, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe, các bằng cấp có liên quan. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại Đức Trung Du, địa chỉ 135 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Email director@inlandtravel.com.vn. Điện thoại liên hệ 0942 016 447. Gặp chị Cẩm. Ngày hết hạn nộp hồ sơ cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2018.